Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Cứ tưởng là át chủ bài nhưng Lisa lẫn Jennie Blackpink lại thua kém Rosé hoàn toàn về skin này trên sân khấu. Nói về kỹ năng vũ đạo và trình diễn trên sân khấu thì các thành viên Blackpink đúng là 19-10. Nếu như Lisa được xem là cỗ máy nhảy hàng đầu K-pop thế hệ 3 thì Jennie cũng được xem là thiên tài biểu diễn với khả năng biểu cảm và kỹ năng trình diễn đa dạng. Tuy nhiên để mà nói về một siêu kỹ năng nhảy đặc biệt với tóc thì Jennie, Lisa sẽ đều thua xa Rosé. Cụ thể, vũ đạo nổi bật của How You Like That có đoạn các thành viên phải kết hợp giữa lắc đầu đánh tay và chân, đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt. Sở hữu mái tóc dài buông xõa, việc hất tóc qua lại liên tục là một điều khá khó khăn đối với các thành viên. Thế nhưng Rosé lại tận dụng chính thời cơ đó để khoe trọn khả năng điều khiển những sóng tóc di chuyển cực kỳ nhịp nhàng theo đúng điệu nhảy. Chính kỹ năng thượng thừa này của Rosé đã khiến cho cô nàng vô cùng nổi bật trên sân khấu cùng mái tóc của mình. Gần đây đoạn video này bỗng trở nên viral trên mạng xã hội, netizen dành rất nhiều lời khen ngợi cho Rosé. Cái vũ đạo này, xem Rosé cuốn nhất. Xem mấy lần rồi vẫn phải xem lại Rosé nhảy, cuốn thật sự. Rosé đỉnh quá luôn. Ủa Rosé ơi, chị là main vocal mà. Đúng là thánh hất tóc, xem đã cái nư ghê. Rosé cuốn nhất, body vòng eo con kiến, tóc thì bay theo nhạc luôn. Cái này mình thấy Rosé cuốn nhất. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Knews 24 giờ nhé.